Cả quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh chị và bạn về Tết Canh Tí này, những tụ điểm bắn pháo hoa là sẽ ở đâu ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Mùa Tết này đang sắp đến, là mùa xuân Canh Tí sẽ bắn pháo hoa, gồm 3 tụ điểm nha quý vị và các bạn. 3 tụ điểm. Thì tụ điểm thứ nhất đó là ở đường hầm vượt sông Sài Gòn, là khu quận 2 nha. Đường hầm vượt sông Sài Gòn là điểm thứ nhất. Còn địa điểm thứ hai thì các anh chị đã biết rồi, là một cái tòa cao nhất tới thời điểm hiện tại ở Bình Thạnh, đó là tòa nhà Landmark 81, là ở phường 22 quận Bình Thạnh. Và nó sẽ địa điểm bắn nó sẽ là công viên Central Park ở phường 22 ở quận Bình Thạnh. Đó là điểm thứ hai. Là hai địa điểm này thì nó sẽ là bắn pháo hoa tầm cao nha quý vị và các bạn. Nha, bắn pháo hoa tầm cao. Còn địa điểm tiếp theo đó là địa điểm cuối cùng, và địa điểm này cũng rất là hàng năm, hay là vào những dịp lễ hội lớn hay là gì cũng đều có bắn pháo hoa, đó là công viên nước Đầm Sen. Công viên Đầm Sen quý vị và các bạn. Nha, công viên Đầm Sen ở quận 11. Đó là 3 địa điểm mà sẽ bắn pháo hoa trong mùa Tết này. Còn ngoài ra thì những tỉnh thành khác thì có bắn thì mình không có cập nhật, tại vì mình chỉ cập nhật ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, tại mình đang ở sống ở Sài Gòn. Đó là 3 địa điểm. 3 địa điểm bắn pháo hoa tuyệt vời nhất của mùa Tết này. Hai địa điểm đầu tiên thì sẽ là bắn tầm cao. Còn địa điểm tiếp theo là Đầm Sen thì đó là bắn tầm thấp. Đó là theo mình ghi nhận của trên báo của HTV, của đài truyền hình nha. Cái gì mà quan official chia sẻ đều là những cái nó có từ báo đài chính thống đưa lên thì mình mới cập nhật nha. Đó, cứ yên tâm cái việc đó. Thì mùa Tết này cũng sắp đến rồi, và các anh chị và bạn sẽ có được một mùa xuân an lành, và chuẩn bị tổng kết chương trình cuối năm, công việc, học tập của các anh chị bạn, và một năm an khang thịnh vượng quý vị nhé. Tuy chưa đến nhưng mình xin chúc trước, còn sắp tới mình sẽ chúc thêm nữa và chúc nhiều hơn nữa nhé. Rồi, hy vọng các quý chị các bạn đang xem video clip này với 3 địa điểm bắn pháo hoa Tết này thì giúp cho các anh chị bạn cập nhật được thông tin nhanh qua phần chia sẻ của One Official. Một nữa cảm ơn các chị đã xem phần chia sẻ này của One Official. Rất vui được gặp các chị bạn vào những chương trình chia sẻ tiếp theo của One Official về chương trình Tết và Xuân, và đặc biệt hơn trong tháng 12 này trên kênh của One Official sẽ cho các chị xem được những cái nơi mà mát mẻ nhất và cảnh đẹp nhất. Và hiện tại đang có một chương trình Festival nha, Festival người ta thường gọi là Festival các chị, nhưng mà đúng nó là Festival, đó là Hoa Đà Lạt. Và vào những ngày sắp tới thì các chị sẽ được cập nhật trên kênh của mình qua những cái làng hoa đẹp và những cánh hoa đẹp ở ngoài Đà Lạt. Ok, hy vọng các anh chị bạn sẽ đón xem, và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị bạn. Bye bye. Một lần nữa các anh chị bạn nhớ đăng ký kênh và bật nút chuông cập nhật nhiều video mới trên kênh mình nha. Xin chào tạm biệt.